Kim Cang Giảng Ký Tập 180 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Xin mời mở bản kinh ra Trang thứ 211 Trang thứ 211 Hàng thứ 5 bắt đầu xem từ đoạn thứ ba của tiểu chú phật chi thuyết pháp vô phi đối cơ pháp diệt duyên sanh duyên sanh thể không cố pháp bổn vô pháp thuyết tức vô thuyết phần trước đã nói với các vị rất rõ ràng rồi chư phật bồ tát thậm chí là các bậc tổ sư đại đức giảng kinh thuyết pháp quả thật là hữu thuyết mà vô niệm thuyết nhất định là đối cơ nếu như không có cơ cảm cơ là năng cảm phật bồ tát thuyết pháp phải năng ứng Cảm ứng đạo giao Nếu như không có những Cơ cảm này của chúng sanh Thì Phật Không có pháp để nói Mặc dù Có cảm Có ứng Phần trước đã nói rồi Trên tướng có nói trên thực tế là vô niệm vô niệm cũng chính là vô thuyết vì thế chúng ta biết đã là có năng cảm sở cảm thì đó chính là duyên sanh cho nên thuyết pháp cũng là do nhân duyên sanh Không những là Thế Tôn vì chúng ta Thuyết tất cả Pháp Cho dù tất cả chư Phật mười phương Ba đời Vì chúng sanh thuyết Pháp Cũng không đi ngược lại Cái nguyên tắc này Đây là điều chúng ta nhất định phải biết Phạm là Pháp do duyên sanh Đều không có tự thể Không ngay nơi thể Cố pháp bổn vô pháp Thuyết tức vô thuyết Vô thuyết tức thuyết Thuyết cùng không thuyết Là một Không phải hai Vậy mới có thể quy về Nhất như Không một không khác mà trong kinh văn phần trước đã nói mới có thể phù hợp cái nguyên tắc này cái nguyên tắc này nếu dùng cách nói của người hiện đại để nói chính là cái gọi là chân lý nhất định hồi quy về cái chân lý này ở trong cửa phật chúng ta cũng thường hay nghe nói dạng pháp quy nhất cái nhất đó chính là không một không khác cũng chính là chư pháp như giả chư pháp nhất như chính là cái ý này có thể phù hợp cái nguyên tắc này đây là chánh thuyết Nếu như không phù hợp Cái nguyên lý này Đó chính là tà thuyết Pháp là chánh thuyết hay tà thuyết Khác biệt ở chỗ nào gì Khác biệt ở chỗ này Đã là duyên sanh Vì thế Pháp cũng không được chấp trước Hay nói cách khác Cũng không được đem nó để ở trong tâm Để ở trong tâm là sai rồi Tâm phải thanh tịnh Tâm phải không tịch Ở trong tâm không được có một vật Phật Hà dĩ năng bất khởi niệm Tùy duyên thuyết pháp Rất nhiều người Quả thật có cái nghi vấn này Chúng ta cũng có thể có Chúng ta muốn bàn vấn đề với người khác Trong tâm trước tiên phải luôn có ý nghĩ Không có ý niệm làm sao đó ra được chứ Nhất là nói có mạch lạc Có thứ tự như vậy Một chút cũng không loạn Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Câu này cũng đã giải đáp cho chúng ta rồi tiền tu nhân thời bi nguyện huân tập chi lực thì giả nói tóm lại phật là ở trong đời quá khứ ở trong nhân địa là giống như chúng ta hiện nay vậy chúng ta hằng ngày phát nguyện từng giây từng phút đều phát nguyện muốn độ chúng sanh muốn gì chúng sanh thuyết pháp sau khi thành phật cái sức mạnh của nguyện lực này rất mạnh mẽ chúng ta phàm phu khởi tâm động niệm đều là vì mình xưa đây chưa từng nghĩ đến phật pháp chưa từng nghĩ đến chúng sanh Đời đời kiếp kiếp Không khởi niệm Thì thôi Khởi niệm Niệm đầu tiên là ngã Đây là nghiệp lực Vô thủy kiếp đến nay Sự quân tập của nghiệp lực Đã khủng khiếp rồi Lời ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói Nghiệp lực năng địch tu di Có thể thấy nghiệp lực vô cùng hùng mạnh thành phật rồi nghiệp lực tiêu rồi đem nghiệp lực chuyển đổi thành nguyện lực cho nên nguyện lực của chư phật bồ tát vô cùng rộng lớn thử lý kim quang minh kinh thuyết chi tối tường kinh kim quang minh cũng là thuộc về bộ bát nhã ở trong kinh này Đối với cái vấn đề này Nói rất nhiều Nói rất tường tận Như đây trích dẫn một đoạn nói Trong kinh Kim Quang Minh Kinh viết Phật vô thị niệm Ngã kim diễn thuyết thập nhị phần giáo Lợi ích hữu tình Các vị nên biết Cái ý nghĩ này Khi chưa có thành Phật thì có Giống như chúng ta hiện nay có cái ý nghĩ này Sau khi thành Phật rồi Tại vì sao không có cái ý nghĩ này gì Các vị nên biết Làm sao thành Phật vậy Lìa tướng lìa niệm Mới thành Phật Nếu như cái ý nghĩ này vẫn còn Chưa lìa Thế họ là phàm phu Họ không phải là Phật Phật quyết định là Lìa tướng lìa niệm tuy là lìa tướng lìa niệm nhưng mà từ vô thủy kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp sự quân tập của cái nguyện lực này cái sức mạnh này vẫn còn cái sức mạnh này nếu như không gặp duyên thì cái sức mạnh này không khởi hiện hành không khởi tác dụng phật quả thật không có cái ý nghĩ này nếu như có một chúng sanh muốn cầu phật cái ý nghĩ này của chúng sanh là có cảm Chúng sanh có cái nghĩ này Thì tự nhiên Phật liền có ứng Tuy không khởi niệm Cũng có ứng Tại vì sao không có niệm Cũng có ứng vậy Tác dụng huân tu Của nguyện lực Từ vô thủy kiếp Đã khởi hiện hành Đạo lý là như vậy Cho nên chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Tuy có ứng mà thật sự vô niệm Phật hiện thân vô niệm Thích ca mâu ni Phật năm xưa còn tại thế Thì hiện Tám tướng thành đạo Ngài có niệm hay không gì Không có niệm Tuyệt đối không phải nói Chúng sanh ở chỗ này cơ duyên chính bụi rồi Cần dùng thân Phật mà được độ Ta phải đến nơi đó Để đầu thai Để tám tướng thành đạo hiện thân Phật Nếu như có cái ý nghĩ này Thì Ngài chính là Phạm Phu Ngài không phải là Phật Bồ Tát. Quả thật là không có niệm. Thể hiện tám tướng thành đạo. Trụ thế 80 năm không có niệm, không có cái ý nghĩ này. Cũng không có nói, tôi nhất định phải ở nơi đó trụ thế bao nhiêu năm không có. Đến vô niệm, đi cũng vô niệm. Thế tại vì sao trụ thế vừa đúng 80 năm chứ không trụ thế một trăm năm không trụ thế sáu mươi năm vậy cái vấn đề này đều ở một cái chữ duyên cơ cảm tương ưng ở nơi này có cái cảm này của chúng sanh thì ngài trụ thế lâu cái duyên này nếu duyên hết rồi ngài liền diệt độ ngay ngài liền thông trụ thế phật trụ thế bồ tát trụ thế thậm chí là thật sự có tiện tri thức tu hành trụ thế là hoàn toàn xem chúng sanh ở khu vực này có cái cơ được độ hay không cách nói này vẫn hơi khó hiểu chúng tôi muốn nói rõ một chút phật trụ thế là hỏi xem cái nơi này còn có người tin lời phật nói hay không còn có người nghe phật giảng kinh thuyết pháp có thể y giáo phụng hành hay không nếu như có thì phật quyết định trụ thế nếu như không thì phật không trụ thế cho nên phật trụ thế là không phải vì mình là vì ở nơi này có chúng sanh chịu học tập theo ngài hay không cái học tập này phải học thật không phải học giả học giả không có tác dụng chúng ta rất muốn nghe kinh nghe xong một câu cũng không làm được thì cái nghe đó không có tác dụng gì Thì Phật không trụ thế Nghe xong thật là Thật sự tự sửa đổi lỗi lầm Có được một người như vậy Thì Phật không đi Cái gọi là Phật thị môn trung Bất xả nhất nhân Một người thật sự chịu y giáo Phụng hành Chịu chăm chỉ tu hành Phật đều trụ thế từ đó cho thấy Phật diệt độ Là chứng minh Chúng sanh ở cái khu vực đó Ở cái thời đại đó Đã không chịu căn cứ theo Giáo hướng của Phật Mà tu hành Không chịu ý giáo phụng hành Phật trụ thế hoàn toàn Không có ý nghĩa gì Thì hiện bác niết bàn hữu viết do nhiên vãng tích từ thiện căn lực ư bị hữu tình tùy kỳ căn tánh ý lạc thắng giải bất khởi phân biệt nhậm vận tế độ thị giáo lợi hỷ tận vị lai tế vô hữu cùng tận ý nghĩa của đoạn này là hoàn toàn tương ưng với phẩm hạnh nguyện phổ hiền trong kinh hoa nghiêm cũng là chứng minh tại vì sao phật không khởi niệm thuyết pháp độ xanh hoàn toàn không khởi niệm do nhiên là một cách rất tự nhiên một mảy may miễn cưỡng cũng không có rất tự nhiên là do trong đời quá khứ giảng thích là trong đời quá khứ từ bi thiện căn chi lực cái từ bi thiện căn chi lực này là trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp phát nguyện độ chúng sanh giống như chúng ta hiện nay Dựa theo cái tứ hoàng thệ nguyện Của cổ Phật này để phát nguyện Nguyện thứ nhất Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Đây là đại nguyện từ bi Mà trong nhân phát Sau khi thành Phật rồi Không những là thành Phật Quả thật mà nói Từ trong giáo nghĩa của Kinh Kim Cang Chúng ta mà nói là Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đây là địa vị Của Bồ Tát Sơ Trụ Viên giáo Bắt đầu từ lúc này Là không có niệm rồi Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang Là bốn tướng bốn kiến Đoạn sạch rồi Không còn nữa liền chứng được Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Phá một phẩm vô minh Chứng một phần Pháp Thân Bồ Tát như vậy Ở trong mười phương Pháp giới Là giống như trên quả địa như lai vậy Cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm Bồ Tát Liền có ứng Ở trong ý nghĩ của chúng sanh Hy vọng Phật đến giáo hóa họ Cần dùng thân Phật mà được độ Họ tự nhiên sẽ hiện thân Phật Thậm chí họ hiện thân Phật như thế nào Là giống như Trong phẩm phổ môn nói Bồ Tát quan Thế Âm 32 ứng hóa thân 32 ứng thân không có niệm Là không tác ý Ta phải hiện cái thân gì làm gì có loại ý nghĩ này Một cách rất tự nhiên Cảm ứng đạo giao Với chúng sanh Và cái cảm đó của chúng sanh Là cực kỳ vi tế Cái này chúng ta phải biết Lấy thích Camoni Phật làm thí dụ thế tôn năm xưa xuất hiện ở thế gian chúng ta thì hiện thành phật nửa đêm lúc sau mai mọc ngộ đạo thành phật ngày thành phật rồi người ta xem thấy cái người xuất gia như vậy đang ngồi ở dưới cội bồ đề ai biết được ngày thành phật gì Ai đến gần gũi Ngài Thỉnh Ngài ra thuyết pháp độ sanh gì Không có ai Không một ai biết Giờ lúc này nếu như Không có người mở lời thỉnh cầu Thì Phật lập tức sẽ nhập bát Niết Bàn Liền đi ngay Phạm phu mắt thường chúng ta Không biết Phật ứng hóa ở thế gian từ đó cho thấy Người thế gian này vì sao Phật giáo hóa nhiều chúng sanh như vậy Đây đều là cơ cảm Chúng ta cái cảm này ngay cả chính mình cũng không biết Là giống như cái sóng điện gì Quá yếu ớt Chính mình cũng không phát hiện ra được Nhưng mà ở chỗ đó của Phật đã cảm động rồi Phật liền có ứng nhưng mà Phật hiện thân Vẫn cần có người mở lời tỉnh cầu Thế gian không có người mở lời tỉnh cầu Thì có các Bồ Tát giúp đỡ Bồ Tát biến hóa thành Tình cư Thiên nhân Tình cư thiên chính là tứ thiền Tứ thiền rất đặc biệt Tứ thiền có chín tầng trời Ngoài ba tầng trời bình thường ra Còn có trời ngoại đạo Gọi là trời vô tưởng Đó là trời ngoại đạo Người tu định vô tưởng Thì giảng sanh gì nơi đó Đây đều là trời phàm phu Bốn tầng là trời phàm phu Ngoài bốn tầng này ra Còn có năm tầng Gọi là trời ngũ bất hoàng Ở trong đó Là người tu hành đại tiểu thừa tất cả đều có những người này họ biết họ có thiền định rất sâu hay nói cách khác cảm động cực kỳ vi tế họ phát hiện ra đây vừa quan sát phật thành phật rồi về nguy quá không có người khải thỉnh họ lập tức liền đi xuống biến hóa thành thân người thỉnh pháp giới phật Phật liền trụ lại Không nhập bát Niết Bàn Tịnh cư thiên nhân Đại diện chúng ta khải thỉnh Để đến khi Ngài mở lời thuyết pháp Chúng ta mới biết người này là Vô cùng tuyệt vời Người này có học vấn Có đạo đức Chúng ta cần phải học tập theo Ngài Đây là chúng ta xem thấy Ở trong kinh điển Cho nên sức mạnh của cảm ứng Lúc ban đầu là tương đối yếu ớt Ư ừ, bi hữu tình Những chúng sanh hữu tình này là có cảm Cũng chính là nói Cơ duyên chính mùi Có duyên với Phật Mọi người chúng ta Tất cả đều có duyên với Phật Duyên dày mỏng khác nhau sâu cạn khác nhau người duyên cạn để vừa tiếp xúc phật pháp nghe mấy lần kinh là không đến nữa rồi đây là người duyên cạn một bộ kinh nghe xong rồi muốn thôi cũng không được vẫn muốn nghe nữa đây là người duyên sâu cơ duyên có sâu cạn khác nhau đây là một cách nói còn một loại cách nói khác người duyên sâu ở trong đời này là chứng quả đời này chứng quả người duyên hơi cạn thì trong đời này khai ngộ không thể chứng quả Người cạn hơn một chút Thì ở trong đời này Họ có thể hành thiện Họ có thể tu phước Họ không thể khai ngộ Đây lại là một cách nói khác Nói tóm lại Có duyên với Phật Có sâu, có cạn Dày mỏng, không như nhau Ư ừ, bỉ hữu tình Tùy theo căn tánh của họ tùy theo ý lạc của họ ý lạc là họ ưa thích thế tôn năm xưa còn tại thế tại vì sao nói nhiều kinh như vậy nói nhiều pháp môn như vậy là tùy căn tánh của chúng sanh tùy sự ưa thích của chúng sanh chữ ý lạc này chính là ưa thích còn phải tùy theo thắng giải của chúng sanh Họ có thể lý giải Có một số kinh nói rất sâu Rất nhiều người không thể hiểu được Chỉ có số ít người hiểu Số ít người Phật Cũng không từ bỏ họ Có một số người Trí huệ tương đối kém một chút Căng tánh đần độn Phật liền nói với họ cạn một chút Đây là chứng tỏ Tất cả căng khí Lớn nhỏ Sâu cạn Khi gặp được Phật Phật thuyết pháp cho họ Đều có thể đạt được lợi ích Phật thuyết pháp Tùy theo căn tánh ý lạc Thắng giải của chúng sanh Cũng là tự nhiên cũng là vô niệm bất khởi phân biệt bất khởi phân biệt là vô niệm đều là vô niệm đều là rất tự nhiên nhậm vận tế độ tế là cứu tế độ là giúp đỡ họ giúp đỡ tất cả chúng sanh thị giáo lợi hỷ Câu này là nói Những chúng sanh Tiếp nhận sự chỉ dạy Của Phật này Lợi ích mà họ đạt được Chưa rồi mới nói Người căng khí lớn duyên sâu được lợi ích lớn người căng khí cạn duyên mỏng được lợi ích nhỏ thế là phật pháp liền có ngũ thừa nhân thiên thanh văn duyên giác bồ tát đây là phân chia lớn phân chia nhỏ thì quá nhiều quá nhiều rồi dạy cho chúng sanh lợi là lợi ích khiến họ được lợi ích khiến họ được pháp hỷ được qua nghỉ hai câu nói sau cùng tận vị lai tế vô hữu cùng tận bắt đầu từ viên sơ trụ mãi cho đến quả vị cứu cánh sự ứng hóa của họ đều là tận hư không khắp pháp giới Nơi nào có cảm thì nơi đó liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ mà. Bất khởi phân biệt nhi tự nhiên hợp độ. Sở vị nhậm vận thị giả, đây là giải thích nhậm vận nghĩa là gì? Nhậm vận là rất tự nhiên. Quyết định không có phân biệt Quyết định không có chấp trước Nhất định là không có khởi tâm động niệm Trạng thái như vậy Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Gọi là nhậm giận Chúng ta không làm được Chúng ta đều là khởi tâm động niệm Cảm ứng của khởi tâm động niệm là Rất thô, rất thô cảm ứng của cái thô này thật sự có ngàn ngựa của chúng ta gọi là thần giao cách cảm mẹ con người mẹ ở trong đời này từng giây từng phút đều nhớ nghĩ đến con nếu như người con này rất hiếu thuận bất kể ở nơi nào bất kể vào lúc nào cũng là luôn nghĩ về mẹ thì ở trong hai mẹ con có cảm ứng lẫn nhau nhưng mà loại cảm ứng này có niệm cái sống của loại cảm ứng đó là rất lớn biên độ rất lớn sự cảm ứng của phật bồ tát với tất cả chúng sanh cái sống đó vô cùng vi tế thậm chí là bản thân chúng ta cũng không biết nhưng mà quả thật là có cảm Phật liệt có ứng Đây đều là nhậm dẫn Hà cố năng như thử gia Do ư vãng tích tại nhân địa thời Bi nguyện cụ túc Thâm quán duyên sanh Huân tập thành chủng Chi lực sử nhiên nhĩ Ý nghĩa ở trong đây nói với ý mà Trong Kinh Kim Quang Minh nói Có thể nói là giống nhau Nhưng mà có một câu Thâm quán nguyên sanh Câu này không được sơ ý Câu này chúng ta cần phải nên học tập Từng giây từng phút Mọi lúc mọi nơi Chúng ta đối với người Với diệt, với vật Cần đem những đạo lý mà Trong Kinh Kim Cang này nói Những chân tướng sự thật Nói cho chúng ta ở đây Cần phải ở trong đời sống Đối với người với vật với diệt cần đề khởi lên khám nghiệm một chút cái này ở trong thuật ngữ phật pháp gọi là đề khởi công phu quán chiếu cái lợi ích đó vô biên lợi ích là gì vậy khai trí huệ phá mê khai ngộ là rất tự nhiên Bạn cũng liền buông xả Cái buông xả này là Giống như chư Phật Bồ Tát Dần dần ở trong tất cả Pháp Học tập Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Giao tiếp với tất cả chúng sanh Dần dần cũng có một chút đạo vị Của nhậm giận rồi Nhậm giận hay vô cùng tự nhiên Một mảy may cũng không miễn cưỡng Tâm địa thanh tịnh Trí huệ tăng trưởng Cái đó thật sự là có thọ dụng Đây chính là sức mạnh của Huân tập thành chủng tâm quán Duyên sanh Ở trên quả địa Đến khi bạn chứng được viên sơ trụ Đó chính là quả báo chân thật là có thể cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Kinh viết Y Pháp như như Y như như trí Năng ư tự ta lợi ích Chi sự nhi đắc tự tại Thành tựu Chúng ta trước tiên nói đoạn này Như như Chính là nói chân như bụng tánh Tại vì sao nói hai chữ như vậy? Chứ thứ nhất là thể Là bản thể của chân tâm Chữ như thứ hai là nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng là hiện tướng. Cái gọi là tánh như kỳ tướng, tướng như kỳ tánh. Tánh tướng không hai, tánh tướng như như. Chính là cái ý nghĩa này. Từ đó cho thấy hai chữ như như đem tất cả pháp trong hư không pháp giới thấy đều nói hết rồi một cái là tánh một cái là tướng pháp như như đem thể tánh nói được rồi y pháp tướng cùng pháp tánh lại y như như trí như như trí chính là bát nhã vốn có của tự tánh cũng không có phân biệt cũng không có động niệm trí huệ bát nhã vốn có ở trong bổn tánh năng ư tự ta lợi ích chi sự Nhi đắc tự tại thành tựu Cái cảnh giới này Không phải cảnh giới của chúng ta Cho nên rất khó hiểu Là cảnh giới của duyên sơ trụ trở lên Cũng chính là nói Pháp một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Là cảnh giới của họ Họ có thể được đại tự tại Chính là ở trong phẩm phổ môn Nói 32 ứng thân 32 ứng chính là Hiện thực của đại tự tại Hiện thân tự tại Thân tướng tự tại Muốn hiện thân tướng gì Liền hiện thân tướng đó Tuổi thọ tự tại tuổi thọ dài ngắn tự tại không có gì là không tự tại đoạn phía sau đây là nói đến thuyết pháp tự tại y pháp như như y như như trí chỉ cần chúng ta đọc đến hai câu này liền biết đây là pháp thân đại sĩ là chỗ mà pháp thân đại sĩ nương vào không giống như chúng ta hiện đây chúng ta hiện nương vào cái gì cái chúng ta nương vào là nghiệp những nghiệp thiện ác mà vô lượng kiếp đến nay đã tạo đó chúng ta nương vào cái này là không tự tại cho nên thân của chúng ta là thân nghiệp báo Quả với báo Cần phải làm cho rõ ràng Chúng ta đời này được thân người là quả Trong đời quá khứ tu nhân Ngủ giới thập thiện Tu nhân bạn sẽ được quả Được cái thân này là quả Sự hưởng thụ trong đời này Của cái thân người này Đó gọi là báo Quả là quả Báo là báo Thí dụ chúng ta được thân người như nhau Quả là giống nhau Báo khác nhau Có người giàu có, có người bận tiện Cái báo đó là khác nhau Quả là có nhân của quả Báo là có nhân của báo Cái báo này Phật nói với chúng ta là Tu bố thí Ba loại bố thí Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy Quả chính là tu ngũ giới thập thiện có thể thấy quả báo mọi cái Đều có nhân duyên Nhân duyên vô cùng phức tạp Nhi thuyết chủng chủng Phật Pháp Nại chí thanh văn Pháp Đây là Nêu một cái thí dụ Thanh văn là tiểu thừa Nói đủ dạng Phật Pháp Ngũ thừa Phật Pháp đều nói Bên dưới có giải thích Pháp như như Pháp vị Pháp tánh Như vị chân như Hậu như tự vị nhất như giả Đây chính là chúng ta vừa mới nói Tánh tướng Thể dụng Cùng một ý nghĩa Thuyết thị pháp tánh chân dư nhất như giả Pháp tánh Chính là thể tánh Của toàn bộ tất cả dạng pháp Chúng ta gọi nó là pháp tánh Đây là nói chung chung Phân ra để nói Đây là trên kinh Phật thường nói ở chúng sanh hữu tình gọi là phật tánh ở chúng sanh vô tình gọi là pháp tánh nhưng mà phật tánh không thể bao gồm pháp tánh pháp tánh có thể bao gồm phật tánh phạm vi của pháp tánh lớn đây là tình giới vô tình cách phân ra là như vậy chân như chính là bản thể của tự tánh pháp tánh chính là tự tánh của tất cả pháp tướng nó cùng bản thể chân tâm là một không phải hai gọi là nhất như thì thuyết pháp tánh chân như như nhất như thử căn bản trí chi dị danh giả Như như trí Như thị nhất như Hậu như tự vị chân như Trí vị căn bản trí Tức chân như căn bản trí nhất như Tức hậu đắc trí chi dị danh Căn bản trí chiếu chân hậu đắc trí chiếu tục Mấy câu nói này Cần phải giải thích một chút Nếu không thì sẽ rất khó hiểu Pháp như như Chỗ này giải thích là căn bản trí Căn bản trí vô tri trong kinh Bát Nhã nói là: Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri gọi là căn bản trí. Sự tu học Phật pháp chúng ta biết mục tiêu của nó là cầu trí huệ giới định huệ tam học giới là cách thức định cũng là cách thức nhân giới được định nhân định cai huệ huệ mới là mục đích huệ chính là trí huệ trí huệ có thể có dụng thể của trí huệ liền gọi nó là căn bản trí. Tác dụng của trí huệ liền gọi nó là hậu đắc trí. Cầu trí huệ trước tiên phải cầu căn bản, giống như cái cây vậy. Nếu bạn không có căn bản thì làm gì có hậu đắc? Hậu đắc là gì? Cành lá, hoa quả. Không có gốc làm gì có cành lá hoa quả chứ? trước tiên cầu căn bản căn bản trí là gì vô tri căn bản trí chính là lìa tướng lìa niệm cho nên bát nhã vô tri lìa tướng lìa niệm liền khôi phục tự tánh trí huệ từ đâu mà có vậy trí huệ không phải cầu được từ bên ngoài nó là vốn dĩ đầy đủ ở trong chân như bổn tánh của chúng ta phật pháp thường hay đem nước thí dụ cho tâm cái này rất có đạo lý đem nước thí dụ cho tâm khi nước đang bình lặng giống như tấm gương vậy cạnh giới bên ngoài soi vào trong đó soi thấy rất rõ ràng nước tại sao có thể soi được gì nó vốn dĩ là có thể soi được tâm của chúng ta tại vì sao đều biết hết tất cả lớn nhỏ gì nó vốn dĩ là như vậy là giống như nước có thể soi được gì từ có thể soi được mà nói gọi nó là trí huệ bát nhã nhưng mà nó nhất định phải thanh tịnh phải bình lặng nó mới có thể soi chiếu Nếu như cái nước này nổi sống Vẫn đục không bình lặng Thì tác dụng soi chiếu Liền biến mất ngay Tâm của chúng ta ngày nay Vừa vẫn đục Lại nổi sống Nổi sống là gì vậy? Phân biệt Vẫn đục là gì vậy? Chấp trước Chấp trước Tâm liền không thanh tịnh Phân biệt tâm liền không tịnh liền động ngay cho nên bảo bạn phải trì giới phải tu định trì giới tu cái gì khôi phục được sự bình tĩnh trong tâm của mình trì giới khôi phục tâm thanh tịnh tu định khôi phục tâm bình đẳng nếu như tâm thanh tịnh bình đẳng thì tác dụng soi chiếu liền xuất hiện ngay, cho nên đây gọi là vô tri, bát nhã vô tri, đây gọi là căn bản trí, hậu đắc trí, như như trí, y như như trí, như thị nhất như. Nó cái chữ này là cùng một hình dạng Tổng cộng đã dùng bốn chữ như như Bốn chữ như như Cách giảng khác nhau Y pháp như như Ở phía trước cùng với y pháp như như Ở phía sau bên dưới Không phải cùng một ý nghĩa Cái câu phía sau này là Từ câu phía trước này mà ra Chữ như ở phía sau này là Nhất như 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 cái chữ như phía sau là chân như nhất như cùng với chân như là một không phải hai trí đây là căn bản trí tức chân như căn bản trí nhất như cái chỗ này phải đặc biệt chú ý Chân như Với căn bản trí Hợp chung lại Hợp thành một Đây mới gọi là hậu đắc trí Câu nói này rất quan trọng Chúng ta ngày nay Dốc sức cầu trí huệ có trí huệ hay không gì? Không có Cái mà cầu được là gì? Ở trên kinh phần gọi là Thế trí biện thông mà thôi Không phải chân trí huệ Chân trí huệ Chúng ta lìa khỏi cái dân tự này Lìa khỏi dân tự vậy nói một chút Chúng ta nói ý nghĩa của nó Chính là Chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh Nếu hợp chung lại với căn bản trí Cách nói này nếu như bạn không thể nghe hiểu Thì chúng ta từ trong thí dụ để nói Chính là tất cả hiện tướng Nếu hợp chung lại với nước Lúc đang thanh tịnh bình lặng Bên trong liền soi thấy rõ ràng rồi phải không? bản thể của nước thanh tịnh cái đó gọi là căn bản trí tất cả hiện tượng hiện ở trong nước đó gọi là hậu đắc trí nước trong sạch bình là bình đẳng không có sóng gió đây gọi là căn bản trí những hiện tướng hiện này rất rõ ràng một chút cũng không có sai đó gọi là hậu đắc trí tại vì sao chúng ta không có cái trí huệ này vậy vừa rồi mới đói tâm của chúng ta ô nhiễm không sạch sẽ tâm của chúng ta động soi cũng soi rồi cái tướng soi đó cái tướng hiện đó là rất dụng dặc rất đứt đoạn không có liền lạc cho nên bạn không thể nhìn thấy chân tướng cái mà bạn nhìn thấy là vọng tướng cái sống này là hiện một khối như thế này Cái sống kia là hiện một khối như thế kia Là giống y như vậy Đem chân tướng sự thật Đem nó tách rời rồi Tách ra thành rất nhiều miếng dụng nhỏ Chỉ nhìn thấy một bộ phận rất nhỏ hiện tướng Ở trong miếng dụng nhỏ Chứ không có cách gì nhìn thấy cảnh quan toàn bộ toàn thể Là giống như cái thí dụ này vậy Giang tật ở trong chỗ này là cái ý nghĩa này căn bản trí chiếu chân hậu đắc trí chiếu tục chân là thể tánh pháp tánh của tất cả dạng pháp cũng chính là chiếu thể hậu đắc trí chiếu giả chiếu hiện tướng chiếu hiện tượng của tất cả dạng pháp Căn bản trí chiếu thể của đó Thí dụ Trong Kinh Kim Cang có hai câu nói Hợp với chỗ này Ý nghĩa sẽ rất rõ ràng Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Phạm sở hữu tướng Đó là hậu đắc trí chiếu tục Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng là căn bản trí chiếu chân tất cả pháp, tất cả hiện tượng duyên sanh tánh không, liệu bất khả đắc. Nhưng mà phải biết, khi trí huệ khởi tác dụng, nhất định là hậu đắc trí với căn bản trí đồng thời xuất hiện. Cho nên họ không dính hai bên. Đây là điểm mà Phật hết lòng hết dạ chỉ dạy chúng ta phàm phu chấp có Không biết không Lệch về phía bên tục này Người nhị thừa chấp không Xả bỏ có Lệch về phía bên Chấp trước tánh này Thế là phàm phu Có dụng không có thể Nhị thừa có thể không có dụng Đây đều là bệnh Đều không viên mãn Phật dạy Bồ Tát Không chấp hai bên Không lìa hai bên Không chấp không Là không có lìa có Không chấp có là không lìa không Hai bên đều là không dính, không lìa Tâm địa thanh tịnh Không chấp có Giảng kinh thuyết pháp Không chấp không Hai bên có không đều không chấp Đây chính là Trí huệ hiện tiền Các bạn trí cùng hậu đắc trí hiện tiền Hiểu rõ cái ý nghĩa này Là hiểu được Phật Bồ Tát thuyết Pháp Thuyết mà không thuyết Không thuyết mà thuyết Bởi vì họ có căn bản trí Không thuyết Bởi vì họ có hậu đắc trí Họ có thuyết Cho nên nói Thuyết mà không thuyết Không thuyết mà thuyết Đây là nói cái ý nghĩa này Dưới đây Có cái thí dụ này Thủy kính Vô trần nhi phát quang để dùng hai cái thí dụ, một cái là nước, một cái là gương. Gương cũng có thể soi. Nếu như trên cái gương này có bám rất nhiều bụi bặm, nó sẽ không thể soi được. Nhất định phải lau chùi bụi bặm sạch sẽ. Ở trong đàn kinh, bài kệ của pháp sư Thần Tú thí dụ: Tâm như đại gương sáng, phải thường xuyên lau chùi chớ để dính bụi dơ. Ông dùng gương để làm thí dụ Cho nên phải lau chùi nó sạch sẽ Y ư thử quan Cố năng hiện tướng Đây là nói từ trên thí dụ Khi nước Đang sạch sẽ Khi không nhiễm mảy bụi Khi không nổi sóng gió Dưới gương Khi không nhiễm bụi bặm đều có tác dụng soi chiếu. đều có thể hiện tướng Phật tánh diệt nhiên. Đây là thí dụ Phật tánh. Phật tánh chính là giác tánh. Chân tâm bản tánh của chúng ta là giống như gương vậy, là giống như nước vậy. Không nhiễm mảy bụi. Khi bình tĩnh tức là khi thanh tịnh, bình tĩnh nó tự nhiên liền hiện tướng Cái hiện tướng này Chính là Khởi cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Cái khởi cảm ứng đạo giao này Là tự nhiên Quả thật là Không có ý nghĩ Vô niệm không tịch Tác trí quan viên biến Cái trí huệ quang minh này Viên mãn Tận hư không có pháp giới Ở nơi nào có cảm Thì nơi đó liền có ứng Mười nơi cảm Thì đồng thời ứng mười nơi Một trăm nơi cảm Thì đồng thời ứng một trăm nơi Điều này các vị phải biết Không được nói ở nơi này trước Nơi kia sao Không có Không có trước sao không có phân biệt Cho nên Họ mới có thể làm được Đây chính là Cái mà người thế tục gọi là Thần thông Người thế tục nhìn thấy Đây là thần thông Phân thân Phân vô lượng vô biên thân Chúng ta đọc thấy trong Kinh Phạm Dũng Thiên bách ức hóa thân Thích ca mâu ni Phật Đây chính là Thiên bách ức hóa thân đồng thời biến hóa tất cả đều không có ý nghĩ nếu như có niệm thì không thể biến hóa chúng ta ngày nay không có cách gì biến hóa được nguyên nhân gì vậy niệm chưa dứt bởi vì có niệm bốn tướng bốn kiến bốn kiến chính là niệm chính là ý nghĩ Bốn kiến bốn tướng chưa đoạn Cho nên một cái thân cũng không thể biến hóa ra được Nếu như nói bốn tướng bốn kiến đều đoạn sạch rồi Liền thiên bá ức hóa thân Cái đó chính là trí quan viên biến Y thử trí quan Cố không tịch vô niệm trung Cái nhất định phải làm Đây chính là căn bản trí Thông tịch vô niệm chính là căn bản trí nhi đắc chủng chủng chi sự tự tại thành tựu sự tự tại thành tựu chính là thiên bá ức hóa thân đi thuộc về hậu đắc trí khả kiến tự tại thành tựu chánh do vô niệm thông tịch nhi hiền trí quan chứng tỏ hậu đắc trí chính là do căn bản trí mà có vô niệm không tịch là căn bản trí hiểu rõ cái đạo lý này mới biết chư phật bồ tát tổ sư đại đức các ngài là thuyết pháp như thế nào thuyết đến khiến tất cả chúng sanh đều có thể tương ưng Đều có thể khai ngộ Đều có thể khế nhập Pháp này gọi là diệu pháp Diệu ở chỗ nào vậy? Không thuyết mà thuyết là diệu Có thuyết mà thuyết là không diệu rồi Cần học ở chỗ này Cần hạ công phu ở chỗ này Nhưng mà chúng ta là phàm phu Nghiệp chướng sâu nặng Bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu học từ có thuyết mà thuyết Nhưng mà bạn nhất định phải nhớ kỹ Không phải từ có thuyết mà thuyết Nhất định phải thâm nhập vào vô thuyết mà thuyết mới được Cái sự việc này khó Khó ở chỗ nào vậy? Chúng ta phiền não không thể đoạn Đoạn phiền não rồi Phá vô minh rồi vì mới có thể vào cái cảnh giới này. Chúng ta thấy các bậc tổ sư đại đức cận đại, lão pháp sư đế Nhà đây là cận đại mọi người công nhận, không còn gì để nói. Lão pháp sư viên anh, đây đều là thiện tri thức hiếm có. Đầu năm dân quốc Pháp sư Thánh Tự Giảng Hoa Nghiêm Pháp sư từ Đan giảng giới luật Giảng tịnh độ Không phải vì Pháp sư Tự Đan lần trước đến đó Tên là Như Nhau Những đại thiện tri thức này Chúng ta biết rất rõ ràng Rất minh bạch Họ không có lìa tướng Họ không có lìa niệm Họ không phải Bồ Tát viên sơ trụ Nhưng mà họ thuyết pháp Cũng là khế cơ Hãy subscribe viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật